Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 5 trong quyển sách toán tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 38 Em làm được những gì? Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 82. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Bài tập luyện tập số 1 Tính nhẩm. Vận dụng các kiến thức mà chúng ta vừa học được ở bài số 37 là chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, chia một số thập phân cho 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001. Chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm các phép tính có trong bài tập này như sau. Câu A, 7,4 chia cho 10. Để chia một số thập phân cho 10, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số. Như vậy, 7,4 chia cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 0,74. Tiếp tục 5,12 chia cho 100. Để chia một số thập phân cho 100, chúng ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái 2 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,0512. Tiếp tục, 265,8 chia cho 1.000. Chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 3 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,2658. Tiếp tục, câu B. 18,2 chia cho 0,1. Để chia một số thập phân cho 0,1, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số. Như vậy, 18,2 chia cho 0,1 chúng ta sẽ được kết quả là 182. 60,6 chia cho 0,01, chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải hai chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 6060. Cuối cùng, 4,92 chia cho 0,001. Chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 3 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 4920. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 2, tính nhẩm. 5,6 chia cho 0,1. Chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 56. Tiếp tục, 56 nhân cho 10 chúng ta cũng việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một chữ số, chúng ta cũng được kết quả là 56. Như vậy, chia một số thập phân cho 0,1 sẽ bằng với số thập phân đó nhân cho 10. Tiếp tục, câu B. 0,172 chia cho 0,01, chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải hai chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 17 17,2. 0,172 nhân cho 100, chúng ta cũng di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải hai chữ số, chúng ta cũng được kết quả là 17,2. Như vậy, chia một số thập phân cho 0,01 sẽ bằng với số thập phân đó nhân cho 100. Tiếp tục, 82 chia cho 0,001 sẽ bằng 82.000, bởi vì nhân cho 0,001, chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. 82, các em sẽ hiểu là 82,000. Như vậy, di chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 82.000. Cuối cùng, 82 nhân cho 1.000, chúng ta cũng được kết quả là 82.000. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 3, đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn bằng cách chuyển dấu phẩy. Câu A, ở hai ví dụ dưới đây, tại sao khi đổi đơn vị ta có thể chuyển dấu phẩy như vậy? Ví dụ 1, 36,1 cm bằng bao nhiêu mét? Như vậy, để đổi từ cm ra mét thì chúng ta sẽ chia lại cho 100. Chúng ta sẽ lấy 36,1 chia cho 100. Chia cho 100 thì chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 0,361. 36,1 36 cm bằng 0,361 m. Tiếp tục, ví dụ số 2, 5 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Để đổi từ cm vuông ra mét vuông thì chúng ta sẽ chia lại cho 10.000. Như vậy chúng ta sẽ lấy 5 chia cho 10.000. Chia cho 10.000 thì chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy sang bên trái 4 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0.0005. 5 cm vuông bằng 0.0005 mét vuông. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện câu B. 8,2 cm bằng bao nhiêu dm? Để đổi từ cm ra dm, chúng ta sẽ chia lại cho 10. Chúng ta sẽ lấy 8,2 chia cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 0,82. Như vậy, 8,2 đề cm bằng 0,82 dm. Tiếp tục, 76,3 mm bằng bao nhiêu m? Để đổi từ mm ra m, thì chúng ta sẽ chia lại cho 1000. Tức là chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,0763. Tiếp tục, 0,1 tạ bằng bao nhiêu tấn? Để đổi từ tạ ra tấn thì chúng ta sẽ chia lại cho 10. Như vậy chúng ta sẽ lấy 0,1 chia cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 0,01. 0,1 0 tạ bằng 0,01 tấn. Tiếp tục, 345,8 kg bằng bao nhiêu tấn? Để đổi từ kg ra tấn, chúng ta sẽ chia lại cho 1.000, tức là chúng ta sẽ lấy 345,8 chia cho 1.000. Chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 0,3458. Như vậy, 345,8 kg bằng 0,3458 tấn. Tiếp tục, 64,9 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Để đổi từ mm vuông ra cm vuông, thì chúng ta sẽ chia lại cho 100. Như vậy chúng ta sẽ lấy 64,9 chia cho 100. Chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,649. Như vậy 64,9 mm vuông bằng 0,649 cm vuông. Tiếp tục 120 cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Để đổi từ cm vuông ra mét vuông thì chúng ta sẽ chia lại cho 10.000. Như vậy chúng ta sẽ lấy 120 chia cho 10.000. Chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy sang bên trái 4 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,01200. Và chúng ta sẽ viết rút gọn lại thành 0,012. Như vậy 120 cm2 bằng 0,012 m2. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 4. Tính giá trị của biểu thức. Câu A, ở biểu thức này có 2 phép chia, do đó chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy 4,5 chia cho 3. Chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. Đây là phép chia một số thập phân chia cho một số tự nhiên. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ lấy phần nguyên của số bị chia chia cho số chia, tức là chúng ta sẽ lấy 4 chia cho 3 được 1, viết 1. 1 nhân cho 3 được 3, 4 trừ cho 3 được 1, viết 1. Sau đó, chúng ta sẽ viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được, trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân để tiếp tục chia. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ hạ 5 được 15. 15 chia cho 3, chúng ta sẽ được thương là 5, viết 5. 5 nhân cho 3 được 15, 15 trừ 15 được 0. Như vậy 4,5 chia cho 3 bằng 1,5. Sau đó chúng ta sẽ lấy 1,5 chia cho 12, chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy phần nguyên của số bị chia chia cho số chia, tức là chúng ta sẽ lấy 1 chia cho 12, chúng ta sẽ được thương là 0, viết 0. 0 nhân cho 12 được không? 1 trừ 0 được 1, viết 1. Viết dấu phẩy bên phải thương vừa tìm được. Hạ 5 được 15. 15 chia cho 12 được 1, viết 1. 1 nhân cho 12 được 12, 15 trừ cho 12 được 3, viết 3. Như vậy, phép chia của chúng ta vẫn còn dư, do đó để tiếp tục chia, chúng ta sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư, chúng ta được 30. Lấy 30 chia cho 12, chúng ta được thương là 2, Viết 2. 2 nhân cho 12 được 24. 30 trừ cho 24 được 6. Viết 6. Để tiếp tục chia nữa thì chúng ta sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư, chúng ta được 60. 60 chia cho 12 chúng ta được thương là 5. Viết 5. 5 nhân cho 12 được 60. 60 trừ 60 được 0. Như vậy 1,5 chia cho 12 chúng ta sẽ được thương là 0,125. Tiếp tục câu B. 15 chia cho 2 chia cho 15. Với biểu thức này thì chúng ta cũng thực hiện tính lần lượt từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 15 chia cho 2, chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. 15 chia cho 2 chúng ta sẽ được thương là 7, viết 7. 7 nhân cho 2 được 14, 15 trừ cho 14 được 1, viết 1. Như vậy khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta chia tiếp như sau chúng ta sẽ viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp. Như vậy, viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư, chúng ta được 10. Lấy 10 chia cho 2 được 5, viết 5. 5 nhân cho 2 được 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0. Như vậy, 15 chia cho 2 bằng 7,5. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy 7,5 chia cho 15. Chúng ta sẽ lấy phần nguyên của số bị chia chia cho số chia, tức là chúng ta sẽ lấy 7 chia cho 15, chúng ta được thương là 0, viết 0. 0 nhân 15 bằng 0, 7 trừ 0 bằng 7, viết 7. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân để tiếp tục chia. Hạ 5, chúng ta được 75. 75 chia cho 15, chúng ta được thương là 5, viết 5. 5 nhân cho 5 được 25. 5 không trừ được 25, chúng ta mượn thêm 20 nữa được 25. 25 trừ 25 được không? Biết không? Nhớ 2. 5 nhân cho 1 được 5, thêm 2 được 7. 7 trừ cho 7 được không? Như vậy, 7,5 chia cho 15, chúng ta sẽ được thương là 0,5. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 5. Ở bài tập này, chúng ta sẽ điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Chia đều 7,5 tấn gạo cho 10 xã. Mỗi xã chia đều số gạo nhận được để có 100 phần quà. Câu A, mỗi xã nhận được bao nhiêu tấn gạo? Câu B, mỗi phần quà có bao nhiêu kg gạo? Rồi, để thực hiện câu A là chúng ta sẽ đi tính xem mỗi xã nhận được bao nhiêu tấn gạo. Thì chúng ta sẽ lấy 7,5 tấn gạo chia cho 10, bởi vì đề bài cho chúng ta biết chia đều 7,5 tấn gạo cho 10 xã. Như vậy, số tấn gạo mỗi xã nhận được sẽ bằng 7,5 chia cho 10. 7,5 chia cho 10 thì chúng ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, chúng ta sẽ được kết quả là 0,75 đơn vị là tấn. Số tấn gạo mỗi xã nhận được là 0,75 tấn. Tiếp tục, câu B, mỗi phần quà có bao nhiêu kg gạo? Đề bài nói rằng mỗi xã chia đều số gạo nhận được để có 100 phần quà, tức là mỗi xã sẽ lấy 0,75 tấn gạo chia ra thành 100 phần quà. Như vậy, để biết được mỗi phần quà có bao nhiêu kg gạo, thì đầu tiên chúng ta phải đổi 0,75 tấn ra kg. Để đổi từ tấn ra kg thì chúng ta sẽ nhân cho 1.000. Mà nhân cho 1.000 thì chúng ta chỉ cần di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 3 chữ số. Chúng ta sẽ được kết quả là 750 kg. Điều này có nghĩa là mỗi xã sẽ nhận được 750 kg gạo. Từ 750 kg gạo này, mỗi xã sẽ chia ra thành 100 phần quà. Để biết mỗi phần quà có bao nhiêu kg gạo thì chúng ta sẽ lấy 750 chia cho 100. 750 chia cho 100 tức là 750 phần 100. 750 phần 100 chúng ta sẽ viết rút gọn lại thành 75 phần 10. 75 phần 10 chúng ta sẽ viết dưới dạng số thập phân là 7,5. Như vậy có nghĩa là Mỗi phần quà sẽ có 7,5 kg gạo. Như vậy, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm như sau. Câu A, mỗi xã nhận được 0,75 tấn gạo. Câu B, mỗi phần quà có 7,5 kg gạo. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong bài tập luyện tập số 5 và đây cũng là bài tập cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc, cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.